Xin chào các bạn, mình là Quang, chuyên gia giải pháp cá nhân và SME tại Synnex FPT. Ở trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về chiếc laptop Dell Latitude 3520 mới, chính hãng tại thị trường Việt Nam với rất nhiều cải tiến và thay đổi về cấu hình lẫn thiết kế. Hãy cùng khám phá về chiếc máy này. Đầu tiên là thiết kế. Dell Latitude 3520 là một chiếc máy 15,6 inch mỏng 1,8 cm cùng với cân nặng chỉ 1,79 kg, tương đương với các máy 14 inch truyền thống. Để làm được điều này thì Dell đã sử dụng cho Latitude 3520 màn hình 15,6 inch viền mỏng với tùy chọn hiển thị lên tới Full HD và độ sáng 250 nit. Nhờ kích thước màn hình lớn mà chúng ta vẫn giữ được phần bàn phím số bên cạnh bàn phím full size, giúp nhập liệu dễ dàng hơn. Touchpad lớn tăng 10% diện tích so với phiên bản cũ, mang lại trải nghiệm cảm ứng chưa từng có trên Dell 3000 series. Về cấu hình, Dell trang bị cho Latitude 3520 tùy chọn CPU lên tới Intel Core i7 thế hệ 11 mới nhất cùng với bộ xử lý đủ họa rời MX450. Tùy chọn bộ nhớ có thể nâng cấp lên tới 32GB cùng với bộ nhớ lưu trữ kép SSD và HDD, thoải mái cho các nhu cầu làm việc chuyên nghiệp. Cổng kết nối cũng là một điểm rất đáng chú ý khi chúng ta có USB Type-C 3.2x2 hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort. Ngoài ra thì chúng ta cũng có các kết nối phổ thông như HDMI, LAN RJ45, USB-A, đầu thẻ microSD cùng với audio combo 3.5 inch. Viên pin trên Dell Latitude 3520 hỗ trợ công nghệ Dell Express Charge, sạc cực nhanh 80% trong 1 giờ đồng hồ. Đặc biệt, tùy chọn dung lượng lên tới 54Wh đủ cho một ngày dài làm việc năng động. Là một chiếc laptop doanh nghiệp, tất nhiên Dell Latitude 3520 không thể thiếu các công nghệ bảo mật như cảm biến vân tay, TPM 2.0 mã hóa dữ liệu, hay Privacy Camera Sensor giúp tắt camera khi không cần thiết. Tổng kết lại thì Dell Latitude 3520 là một chiếc laptop doanh nghiệp 15,6 inch mỏng nhẹ, với cấu hình tốt, thời lượng pin khá, dễ dàng nâng cấp, phù hợp với doanh nghiệp và các đối tượng làm việc văn phòng chuyên nghiệp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.